thầy xin chào các em. Thầy xin giới thiệu thầy tên là Nguyễn Thế Diên, thầy đến từ trường Trung học cơ sở Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Thầy là thành viên tổ nghiệp vụ vật lý Trung học cơ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên. Rất vui hôm nay được chia sẻ với các em một cái chuyên đề vật lý được mang tên là Quang học và chúng ta sẽ bước vào bài số 1, hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu 4 nội dung. Nội dung số 1 Chúng ta sẽ đi nghiên cứu hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Nội dung số 2 Chúng ta sẽ nghiên cứu đường truyền của ánh sáng từ không khí sang nước Nội dung số 3 Thầy trò chúng ta sẽ nghiên cứu đường truyền của ánh sáng ngược lại từ nước sang không khí Và nội dung số 4 Chúng ta sẽ nghiên cứu một vài hiện tượng khúc xạ thường gặp trong cuộc sống Sau đây, thầy xin mời các em chuẩn bị sách và bút Và chúng ta sẽ bước vào nội dung bài học ngày hôm nay và trước khi bước vào nội dung bài học ngày hôm nay Thầy xin mời các em ôn lại một chút kiến thức về vật lý lớp 7 liên quan đến bài khúc xạ ánh sáng Chúng ta sẽ ôn lại 3 nội dung Nội dung số 1, khi nào chúng ta nhìn thấy một vật Nội dung số 2, định luật truyền thẳng của ánh sáng Và nội dung số 3, là định luật phản xạ ánh sáng Thứ nhất, là nội dung số 1, khi nào chúng ta nhìn thấy một vật Thì các em đã được học ở lớp 7 À, chúng ta sẽ nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt chúng ta. Nội dung số 2 là định luật truyền thẳng của ánh sáng. Chúng ta có nội dung của định luật truyền thẳng ánh sáng là trong môi trường trong suốt và đồng tính thì ánh sáng sẽ truyền đi theo đường đường thẳng. Và các em lưu ý cho thầy là môi trường trong suốt và đồng tính. Trong suốt để ánh sáng truyền được và đồng tính để ánh sáng đi theo đường thẳng. Và các em lưu ý, chữ đồng tính ở đây có nghĩa là cùng tính chất vật lý. Nội dung số 3 chúng ta cần xem lại, đó là định luật phản xạ ánh sáng. Định luật phản xạ ánh sáng phát biểu với hai, hai ý. Số 1 là tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới. Thì thầy nhắc lại với các em là mặt phẳng tới là mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm điểm tới. Nội dung số hai là góc phản xạ bằng góc tới. À, số 2 là góc phản xạ bằng với cả góc tới. Như vậy chúng ta vừa ôn lại ba kiến thức liên quan đến bài khúc xạ ánh sáng của lớp 7 và sau đây thầy mời các em chúng ta sẽ bước vào bài học. Trước tiên, các em hãy quan sát một thí nghiệm. Các em thấy khi chúng ta chưa rót nước thì À chúng ta sẽ không nhìn thấy cái nửa dưới của chiếc đũa. Và khi chúng ta rót nước vào trong cốc thì chúng ta lại nhìn thấy nửa dưới của chiếc chiếc đũa. Tại sao lại như vậy? À các em quan sát lại. Lúc chúng ta chưa rót nước, chúng ta đặt mắt dọc theo chiếc chiếc đũa thì chúng ta không nhìn thấy nửa dưới của chiếc đũa. Nhưng khi chúng ta rót nước vào cốc thì chúng ta vẫn giữ nguyên mắt nhưng chúng ta lại nhìn thấy nửa dưới của chiếc đũa. Lý do tại sao thì để để tìm hiểu lý do tại sao thì thầy xin mời các em hãy bước vào thí nghiệm. Nếu các em quan sát ở một góc độ khác mà không đặt mắt dọc theo chiếc đũa thì chúng ta sẽ thấy hiện tượng xảy ra như sau. À, khi chưa có nước thì chiếc đũa của chúng ta làm một đường thẳng và khi chúng ta đổ nước vào thì chúng ta thấy à, chiếc đũa của chúng ta dường như bị gãy khúc giống như chiếc đũa của chúng ta đã bị bẻ gãy lý do tại sao à, thế thì xin, thầy xin mời các em hãy bước vào thí nghiệm dụng cụ thí nghiệm chúng ta gồm có một nguồn sáng laser một tấm nhựa phẳng một hộp chứa nước trong suốt có chia độ và một giá thí nghiệm. Các em có thể tự làm thí nghiệm này ở nhà bằng cách các em mua một nguồn sáng laser đồ chơi thiếu nhi để có thể các em tự tiến hành thí nghiệm này ở nhà kiểm tra. Nhiệm vụ của thí nghiệm là chúng ta sẽ quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước các bước tiến hành thí nghiệm thì chúng ta sẽ đặt cái tấm phẳng này thẳng đứng vào trong cái bình sau đó chúng ta sẽ đổ nước vào trong bình và dùng đèn laser chiếu tia sáng từ không khí sang nước và quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước các em có thể tự tiến hành thí nghiệm ở nhà để kiểm tra và sau đây là thí nghiệm của thầy thầy xin mời các em quan sát khi chúng ta chiếu tia sáng từ không khí sang nước, đây là mặt phân cách giữa hai môi môi trường phía dưới của chúng ta là nước, phía trên của chúng ta là không không khí và các em thấy đường truyền của tia sáng, à, chúng ta thấy đường truyền của tia sáng không còn đi theo đường, à không còn đi theo đường thẳng, chúng ta thấy không ạ, à đường truyền của tia sáng chúng ta không còn đi theo đường thẳng và không tuân theo định luật truyền thẳng của ánh sáng. Và bây giờ các em quan sát vào hình vẽ. Hãy cho thầy biết nhận xét của em về đường truyền của ánh sáng từ không khí sang sang nước. Ờ, à, các em nhìn thấy nó là đường thẳng hay đường gãy gãy khúc vậy các em đã có kết quả cho mình và sau đây các em hãy so sánh với kết quả của thầy khi truyền từ không khí đến mặt phân cách có nghĩa là truyền từ điểm FC đến điểm Y là mặt phân cách giữa hai môi trường thì chỗ này vẫn tuân theo định luật truyền truyền thẳng của ánh sáng bởi vì môi trường ở đây là trong suốt và đồng đồng tính cho nên ánh sáng đi theo đường đường thẳng Tiếp theo trong môi trường nước là truyền từ điểm Y đến điểm K Trong môi trường nước ánh sáng vẫn tuân theo đường đường thẳng Bởi vì nó vẫn trong suốt và đồng, đồng tính Nhưng khi truyền từ S tới Y và tới tới K Thì chúng ta sẽ không có đường thẳng nữa Chúng ta đã bị gãy gãy khúc Bởi vì môi trường ở đây không đồng tính Nửa trên là không khí và nửa dưới là, là nước cho nên tia sáng đã bị gãy gãy khúc. Vừa rồi là kết quả thí nghiệm của thầy. Và sau đây, xin mời các em hãy rút ra kết luận cho bản thân mình và ghi lại vào vở. Và sau đây là kết luận của thầy. Khi truyền tia sáng từ không khí sang nước, tức là truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, thì tia sáng sẽ bị gãy khúc tại Mặt phân cách giữa hai môi trường và hiện tượng này chúng ta gọi nó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. À, như vậy thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung số 1. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Thầy xin nhắc lại là hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng khi truyền ánh sáng từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác và bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Và sau đây là một vài khái niệm Thầy xin mời các em lưu trữ lại một vài khái niệm Khái niệm số 1 đó là điểm tới Thì chúng ta đã được học ở lớp 7 ở Trong phần gương Khái niệm số 2 là tia tới SI Chúng ta cũng được học ở trong phần gương Ở đây chúng ta cũng gọi là tia tia tới Khái niệm số 3 Tia khúc xạ IK chúng ta gọi đó là tia khúc xạ. Khái niệm số 4 chúng ta cũng được học trong bài gương là NN phẩy vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường tại điểm tới Y và chúng ta gọi là pháp tuyến tại điểm điểm tới. Tiếp theo, góc SIN, góc SIN chúng ta gọi đó là góc tới. và chúng ta có ký hiệu là i tiếp theo là góc k i n phẩy chúng ta gọi nó là góc khúc xạ và chúng ta ký hiệu đó là r à, thầy vừa trao đổi với các em về một vài cái khái niệm trong hiện tượng khúc xạ à, các em hãy lưu trữ lại một vài cái khái niệm này Và cuối cùng là mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến tại điểm tới N. Chúng ta cũng học trong phần gương, đó là mặt phẳng tới. Và thầy vừa trao đổi với các em một số cái khái niệm về hiện tượng khúc xạ ánh sáng. À, các em hãy nêu chữ lại cho mình. Các em quan sát lại một lượt. Và sau đây thầy có một câu hỏi số 1. Các em hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới hay không và giữa hai góc, góc tới và góc khúc xạ thì góc nào nhỏ hơn. Các em hãy quan sát trên hình vẽ và đưa ra câu trả lời cho mình. Và sau khi các em đưa ra câu trả lời cho mình thì hãy so sánh với kết quả của thầy. À, kết quả của thầy là tia khúc xạ sẽ nằm trong mặt phẳng tới chính là mặt phẳng của tấm nhựa mà chúng ta đã làm thí nghiệm. Và chúng ta thấy góc khúc xạ góc khúc xạ nhỏ hơn so với góc tới. À đấy cũng là kết luận của phần số số 1. Các em lưu trữ kết luận của phần số 1 là tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và góc khúc xạ nhỏ hơn so với với góc tới. Câu hỏi số 2. Các em hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra những nhận xét trên còn đúng hay không khi chúng ta thay đổi cái góc tới. À khi chúng ta thay đổi phương truyền hay thay đổi góc tới thì góc khúc xạ sẽ thay đổi như thế nào và còn đúng với những nhận xét trên hay không? Các em hãy nghĩ cho mình một phương án. Và sau đây thầy xin mời các em quan sát một phương án của thầy Đó là chúng ta sẽ chiếu tia sáng với một góc tới à, Sau đó chúng ta sẽ thay đổi góc tới Để quan sát góc khúc xạ à, Để quan sát góc khúc xạ Xem có thay đổi theo hay không Và sau đây xin mời các em quan sát thí nghiệm À, các em thấy này, khi góc tới bằng 30 độ thì góc sấp xỉ bằng 30 độ thì góc khúc xạ của ta sấp xỉ bằng 20 độ và chúng ta sẽ thay đổi cái góc tới à, thầy xin mời các em quan sát à, với góc tới sấp xỉ 50, 50 độ thì góc khúc xạ sấp xỉ 40 à, và chúng ta sẽ quan sát khi thay đổi góc tới thì góc khúc xạ sẽ thay đổi theo hay không À, khi chúng ta thay đổi đến 40, góc khúc xạ sẽ nhỏ lại. Khi thay đổi đến 30, góc khúc xạ sẽ tiếp tục nhỏ lại. À, đấy là một phương án thầy đưa ra cho các em để kiểm tra xem khi thay đổi góc tới thì góc khúc xạ có thay đổi theo hay không. Như vậy chúng ta thấy rằng khi chúng ta thay đổi góc tới thì góc khúc xạ cũng thay đổi theo và khi chuyển từ không khí sang nước thì mặc dù góc khúc xạ thay đổi nhưng vẫn luôn đảm bảo là góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Và chúng ta có kết luận số 2, đó là kết luận chung cho nội dung của phần 1 là khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì tia khúc xạ sẽ nằm trong mặt phẳng tới và góc khúc xạ sẽ luôn luôn nhỏ hơn góc tới, mặc dù chúng ta thay đổi góc tới À, thầy xin mời các em lưu trữ lại cái kết luận chung. Câu hỏi số 3 của thầy, các em hãy thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ. À, thầy xin mời các em bỏ thước và bút ra để vẽ lại cái kết luận trên bằng một cái hình vẽ mô phỏng. Đây là hình mô phỏng, đây là hình của thí nghiệm. Và các em sẽ phải mô phỏng nó bằng một cái hình vẽ trên giấy Thầy xin mời các em tiến hành Thầy có thể gợi ý cho các em như sau Bước số 1 Các em vẽ mặt phẳng phân cách giữa hai môi trường không khí và nước Bước số 2 Các em vẽ tia tới SI Bước số 3 Các em vẽ pháp tuyến L, L phải. Bước số 4 cái vẽ tia khúc xạ IK và bước số 5 các em đánh dấu góc tới và góc khúc xạ. Các em mới hoàn thiện hình vào vở cho thầy. À, như vậy thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong phần thứ nhất à, với hai nội dung một là thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Và số 2 là sự khúc xạ ánh sáng từ không khí sang sang nước. Và sau đây, thầy xin mời các em bước sang phần tiếp theo, đó là tìm hiểu sự khúc xạ của ánh sáng khi truyền từ nước sang không khí. Như vậy chúng ta sẽ truyền ngược lại từ môi trường nước sang không khí. Thứ nhất, thầy xin mời các em dự đoán. Các em hãy dự đoán cho mình một kết quả là tia khúc tia ánh sáng có bị khúc xạ hay không và góc khúc xạ lúc này sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn so với góc tới. Các em hãy cho mình một dự đoán. Sau đó thầy trò chúng ta sẽ đi tiến hành cái thí nghiệm kiểm tra là chiếu một tia sáng từ nước sang không khí thì tia sáng có bị khúc xạ hay không và góc khúc xạ lúc này nhỏ hơn hay lớn hơn so với góc tới. Chúng ta sẽ làm tương tự như phần 1. À các em sẽ làm thí nghiệm, tự làm thí nghiệm cho mình như phần 1. Và sau đây, thầy xin mời các em quan sát thí nghiệm. À trước khi đổ nước có nghĩa là môi trường đồng tính và trong suốt cho nên ánh sáng đi theo đường thẳng. Nhưng khi chúng ta đổ nước vào để thay đổi cái tính chất thì chúng ta lúc lúc này chúng ta sẽ quan sát thấy à ở đây có hai hiện tượng xảy ra. Một hiện tượng thì lên cấp 3 chúng ta mới học. À, thầy sẽ không nói rõ nhưng thầy giới thiệu qua các em. Thì những cái tia sáng mà chúng ta nhìn thấy nó phản xạ quay trở lại môi trường nước mà không thấy nó đi lên trên không khí thì vật lý gọi nó là hiện tượng phản xạ toàn phần. Các em sẽ tìm hiểu sâu hơn ở cấp 3. Các em hãy quan sát cho thầy vào những tia bị khúc xạ. Và bây giờ khi thầy thay đổi góc góc tới, thầy thay đổi góc tới thì góc khúc xạ cũng sẽ làm sao ạ? cũng sẽ thay thay đổi theo, thay đổi theo. Các em hãy tập trung chú ý vào những đường khúc xạ. Và khi chúng ta thay đổi góc tới, à thì thay đổi góc tới thì góc khúc xạ cái khúc xạ cũng sẽ thay đổi theo. À các em hãy quan sát này, trong những tia khúc xạ thầy chiếu trên đây có một cái tia rất đặc biệt. À có một cái tia rất đặc biệt, đó là tia không bị gãy khúc. À, thế thì nó xảy ra với bất kể khi chúng ta truyền từ một môi trường nào sang một môi trường trong suốt khác nếu như cái góc tới của chúng ta bằng không hay là chúng ta truyền vuông góc với mặt phân cách vậy là có trong trường hợp khúc xạ có một tia đặc biệt là tia đi vuông góc với cả mặt phân cách thì nó sẽ đi theo đường thẳng mà không bị gãy khúc hay lúc đó góc tới bằng không và góc khúc xạ của chúng ta sẽ bằng không à đấy là tia đặc biệt còn lại tất cả những tia sáng mà khúc xạ khác thì cũng đều bị gãy khúc thế thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi nghiên cứu xem là góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn hay lớn hơn so với góc tới thì chúng ta sẽ sử dụng hình vẽ trực quan hơn à thầy có một câu hỏi vậy các em hãy nhận xét về đường truyền của tia sáng chỉ ra điểm tới tia tới tia khúc xạ vẽ pháp tuyến tại điểm tới và so sánh độ lớn của góc tới và góc khúc xạ À các em hãy chỉ ra cho mình. Rồi thế thì nó cũng như nội dung của phần 1, chỉ khác là bây giờ chúng ta truyền từ môi trường nước sang không khí. Và các em lưu ý trong vật lý có một tính chất gọi là tính chất thuận nghịch. Có nghĩa là khi ánh sáng đi theo đường như thế nào thì lúc về nếu nó quay được trở lại theo con đường nó sẽ quay trở lại theo con đường cũ. À thế thì ở trường hợp số 1 chúng ta chiếu tia sáng từ không khí xuống nước. Nếu bây giờ chúng ta đặt nguồn sáng ở đây và chiếu ngược lại đúng theo đường truyền của cái trường hợp 1 thì nó lại đi giống như trường hợp số 1. Người ta gọi là tính thuận nghịch của ánh sáng. Thế thì các em hãy vẽ cho mình giống như phần 1. Như vậy ở đây tương tự điểm y chúng ta gọi là điểm điểm tới. SI gọi là tia tia tới. Y k gọi là tia khúc khúc xạ, n n phẩy chúng ta gọi là pháp tuyến tại điểm điểm tới pháp tuyến tại điểm và góc y là góc tới góc r là góc khúc khúc xạ à thế thì như vậy các em nhìn vào hình vẽ các em đã có câu trả lời cho mình là mối quan hệ hay là so sánh giữa góc tới và góc khúc khúc xạ chúng ta đã đã có câu trả lời cho mình là góc khúc xạ như thế nào so với góc tới. Và sau đây là kết quả của thầy. À, góc khúc xạ của chúng ta sẽ, à, các em quan sát, góc khúc xạ của chúng ta sẽ, à, sẽ, à, kết quả của chúng ta là lớn hơn so với góc tới. Như vậy các em lưu ý là khi chúng ta truyền từ không khí sang nước thì lúc này góc dưới này là góc khúc xạ và góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn so với góc tới. Và khi chúng ta chuyển ngược lại từ nước sang không khí thì góc phía trên không khí là góc khúc xạ và khúc xạ sẽ lớn hơn so với góc tới. Vậy chúng ta có kết luận của phần số 2. Các em hãy lưu chữ kết luận phần số 2. Đó là khi ánh sáng truyền từ nước sang không khí thì chúng ta có hai lưu ý. Một là tiêu khúc xạ vẫn nằm trong mặt phẳng mặt phẳng tới và góc khúc xạ của chúng ta sẽ lớn hơn so với góc tới. Như vậy thầy và các em đã cùng vừa tìm hiểu xong hai nội dung chính của bài học đó là sự khúc xạ ánh sáng từ nước sang không khí và sự khúc xạ ánh sáng từ không khí sang nước. Sau đây thầy xin mời các em vận dụng một số kiến thức mình vừa được học để giải quyết một số vấn đề. À. Câu hỏi số 5 của thầy đó là câu hỏi thầy đưa ra ở đầu bài. Tại sao khi đổ nước ta lại quan sát được phần dưới của chiếc đũa? Khi chưa đổ nước chúng ta đặt dọc mắt theo chiếc đũa, à chúng ta đặt dọc mắt theo chiếc đũa như này, thì à, cái đầu này của chiếc đũa sẽ chắn toàn bộ à, cái ánh sáng truyền từ đầu dưới của chiếc đũa cho nên không đi được tới mắt, bởi vì ánh sáng đi theo đường đường thẳng. Và bây giờ chúng ta vẫn đặt mắt như vậy mà chúng ta đổ nước vào, thì tại sao chúng ta lại nhìn được? phần dưới của chiếc đũa. À. Thế thì thầy xin mời các em đưa ra câu trả lời cho mình. Và sau đây sẽ là câu trả lời của thầy. Các em hãy quan sát vào hình vẽ. Khi nếu chúng ta đặt mắt dọc theo chiếc đũa, khi chưa đổ nước thì ánh sáng từ phần dưới của chiếc đũa sẽ truyền đến mắt thì bị phần này cản cho nên là chúng ta không nhìn thấy phần dưới của chiếc đũa. Nhưng khi chúng ta đổ nước vào thì lúc này những tia sáng mà lúc chưa có nước nó sẽ truyền thẳng như thế này, không đi vào mắt. Và bây giờ vì có đổ nước vào nó sẽ bị khúc xạ. À, nó sẽ bị khúc xạ và đi vào mắt. À đấy là lý do tại sao chúng ta nhìn được phần dưới của chiếc đũa. Như vậy chúng ta nhìn được cái nửa dưới của chiếc đũa là do sự khúc xạ của ánh sáng truyền từ nước sang không, không khí. Nếu các em nhìn ở góc độ nghiêng thì chúng ta sẽ thấy à, chiếc đũa giống như là bị bẻ gãy tại mặt nước. Nếu chúng ta nhìn ở cái góc độ khác, chúng ta thấy là giống như chiếc đũa đang bị bẻ gãy ở góc độ ở à, ở mặt nước, bị bẻ gãy ở mặt nước. À thế thì lý do à các em quan sát đây. Khi giả sử thầy có một con cá ở dưới nước và ánh sáng từ con cá khi truyền lên mặt nước sẽ bị khúc xạ và truyền tới mắt. Lúc này chúng ta kéo dài cái tia khúc xạ nó sẽ gặp nhau ở đây và chỗ này chúng ta sẽ được một cái ảnh. Như vậy thực chất khi chúng ta nhìn xuống nước mà theo phương không vuông góc với mặt nước thì lúc đấy chúng ta đang nhìn thấy ảnh của một vật ở dưới nước chứ không phải chúng ta nhìn thấy vật. À, như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung bài ngọc ngày hôm nay và sau đây là một vài cái hiện tượng mà chúng ta gặp về hiện tượng khúc xạ trong đời sống. Hiện tượng số 1, thầy xin mời các em quan sát vào cái cầu vòng. À, thế thì nguyên nhân tại sao lại tạo ra được cái cầu vòng? À, rất đơn giản, các em hãy quan sát vào hình vẽ này. Ánh sáng mặt trời à, chiếu vào À, trong ánh sáng mặt trời các em sẽ tìm, được tìm hiểu sâu hơn ở bài sau những bài sau đó là trong ánh sáng trắng của mặt trời chúng ta sẽ có bảy màu là đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm và tím và khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những cái tinh thể nước ở trên bầu trời được tạo ra từ từ mây thì lúc đấy chúng ta sẽ có chiếu từ không khí vào vào nước và tia sáng sẽ bị khúc xạ và sự khúc xạ ánh sáng các em thể tìm hiểu sâu hơn là sự khúc xạ ánh sáng xảy ra phụ thuộc vào bước sóng hay là màu sắc các em thể tìm hiểu thêm ở trên internet và với mỗi một màu sắc khác nhau thì sự khúc xạ xảy ra sẽ khác nhau đó là lý do tạo ra cầu vòng của chúng ta màu đỏ khúc xạ ít màu tím khúc xạ nhiều và bảy màu này sẽ bị tách mỗi màu theo một phương và cuối cùng sau khúc xạ lần thứ nhất phản xạ toàn phần khúc xạ lần thứ hai và sẽ tách ra được riêng biệt bảy màu à, như vậy các em vừa cái quan sát vào hiện tượng cầu vòng. Hiện tượng số 2, đó là vầng hào quang. À, thì cũng giống như cầu vòng, vầng hào quang được tạo ra do ánh sáng được gì ạ? được khúc xạ qua những cái đám mây. Cho nên chúng ta nhìn thấy những cái vầng sáng. Này. Những vầng sáng. Hiện tượng số 3 là mây dạ, mây dạ quang. À, mây dạ quang của chúng ta thường xảy ra vào khi à khi ánh sáng bị khúc xạ ở tầng khí quyển lúc đó mặt trời đã đã nặng rồi khi mặt trời đã nặng xuống dưới rồi không còn ánh sáng chiếu tới mắt nữa nhưng ánh sáng từ mặt trời lại chiếu ngược lên đám mây sau đó sẽ khúc xạ và tạo ra à tia khúc xạ sẽ truyền về trái đất của chúng ta và chúng ta sẽ thấy những vầng mây dạ qua à như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong một vài cái hiện tượng liên quan đến khúc xạ trong đời sống và sau đây thầy xin mời các em vận dụng kiến thức đã được học vào hỏi chấm số 6. Các em hãy ghép nội dung ở phần bên trái với nội dung ở phần cột bên bên phải sao cho hợp lý. Số 1 là khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì à. từ không khí vào nước à thì em hãy ghép cho mình Và sau đây là kết quả của thầy. À khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới. Số 2 là khi tia sáng truyền từ nước vào không khí thì góc khúc xạ sẽ lớn hơn so với góc tới. Và cuối cùng là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. À thì góc khúc xạ khác góc tới. À chỗ này chúng ta chỉ điền được là khác không tới bởi vì chúng ta chưa biết là ánh sáng truyền từ môi trường nào sang môi trường nào. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong những nội dung của bài học ngày hôm nay và sau đây thầy xin mời các em củng cố những kiến thức cần ghi nhớ. Kiến thức số 1 là về hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Khi tia sáng truyền từ một môi trường trong suốt này sang một môi trường trong suốt khác và bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường thì chúng ta gọi đấy là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Nội dung số 2 các em cần nhớ là khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì tia khúc xạ sẽ nằm trong mặt phẳng tới và góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới. Và nội dung số 3 là khi tia sáng truyền từ nước sang không khí à, thì tia khúc xạ cũng nằm trong mặt phẳng tới nhưng góc khúc xạ lúc này lớn hơn so với góc tới. À, như vậy chúng ta vừa củng cố kiến thức của bài học ngày hôm nay và cuối cùng thầy sẽ mời các em làm những bài tập trong sách bài tập. Xem thêm trên internet với các từ khóa như là khúc xạ ánh sáng hay là light reflection. Các em hãy xem trước cho thầy bài thấu kính hội tụ để chúng ta sẽ học vào tiết số 2. Lưu ý cho thầy về đặc điểm của thấu kính hội tụ. Tìm hiểu cho thầy các khái niệm trục chính, quan tâm, tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính hội tụ và các tia đặc biệt Cách vẽ các tia đặc biệt. Bài học của thầy đến đây là kết thúc. Thầy xin cảm ơn các em đã hợp tác và lắng nghe. À, xin chúc các em học thật tốt. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.